thiên nga, loài hoa có mùi thơm quyến rũ. Xin chào tất cả cô chú anh chị yêu thích hoa lan. Vào đầu năm là mùa trồng cây chính, vì vậy mà ngày hôm nay thì cửa hàng Duy Phong Orchid xin tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một giống phong lan có hoa rất đẹp và thơm, đó là thiên nga. Không giống như những loài lan khác thường có nhị đực và nhị cái ở cùng trong một bông hoa, loài hoa này lại có hoa đực và hoa cái tách riêng biệt, có khi cùng một cành, có khi lại ở một cành khác. Thân cây lan thì tựa như điếu xì gà, dài khoảng 20-40cm. Trên ngọn thì có vài chiếc lá to bả, mỏng và có gân. Hoa mọc ở gần ngọn có một hoa hoặc rất nhiều hoa. Hoa nở vào mùa thu rất thơm và lâu tàn, to chừng 12-15cm tùy theo giống. Lan thiên nga là loại dễ trồng và dễ ra hoa. Nó ra theo mùa từ tháng 7 đến tháng 11. Khi cây con ra rễ nhiều, tưới phân 20 đều một tuần một lần và phân cá loãng một tháng một lần. Loại này rất thích hợp phân hữu cơ. Tháng 7, tháng 8 nó sẽ bắt đầu rụng lá để ra hoa. Có loại rụng hết lá rồi ra vòi hoa. Có loại thì ra hoa xong rồi rụng lá. Ở cửa hàng là cây đang phát triển rất tốt, có 5 màu sổ số đẹp là màu vàng, màu cam, sô-cô-la, vàng chấm và đỏ. Đây là 5 màu đẹp nhất và cho hương thơm dễ chịu. Hãy thử tưởng tượng một chậu thiên nga cho hoa rủ từ trên cao xuống, mùi thơm thoang thoảng nơi ban công mỗi buổi sáng, quả thật rất dễ chịu đúng không ạ? Cây bán có giá 55.000 một chậu, mua 10 chậu quý khách sẽ được tặng ngay một chậu. Còn chần chờ gì nữa, hãy gọi ngay về cửa hàng chúng tôi theo số điện thoại 094 707 4048 để đặt hàng thiên nga nhé.